Phong Thanh xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phong Thanh sẽ làm cái clip hướng dẫn cho các bạn làm cái bạt cho cái chuồng của mình nha các bạn. Đối với cái chuồng của Phong Thanh thì nó có 2 mét vuông các bạn, dài 2 mét và ngang là 1 mét. Chiều sâu của nó là 6 tấc. Khi đó là các bạn là nên bắt làm cái các bạn ship gốc làm cố định là một góc trước nha các bạn, để cố định rồi sau đó cái tiếp là mình mới làm tiếp góc thứ hai và canh nó từng góc từng góc. Cái này là mình đo với phần đáy chuồng của mình nó là 6 tấc nha các bạn, 6 tấc phần đáy chuồng của 6 tấc mình gấp lại, gấp hình góc nhọn đó, mình đo chuồng 6 tấc. Do Phong Thanh là có gạch mức là 6 tấc rồi nên đo trên cái sắt. Các bạn ship góc lại rồi các bạn cố định lại một góc nha. Mình thì dùng có một cây lệm và một cọng dây phổi, mình cột góc nó lại, mình xỏ góc mình cột nó lại, mình cố định góc. Kế tiếp là các bạn là sửa góc thứ hai, bạn kéo thẳng góc, xuôi góc. Bạn nên chọn những góc mà chiều dài của nó. Tại chiều dài nó là cái mà mình dễ sửa nhất, dễ lắp ráp nhất. Rồi xong nữa cái phần mà chiều ngang của nó là nó rất nhiều, nó nhỏ, nó cũng hơi khó sửa, mình sau đó mình dễ chỉnh để vuông góc hơn nha các bạn. Quan trọng là bạn nên làm cái chiều dài nó trước. Sau đó bạn làm chiều dài canh rồi chiều ngang của nó là mắt bạn sửa nó rất là dễ. Kế tiếp là các bạn sửa cái từng góc, bạn chải cái kéo cái bạt nó ra cho nó bằng phẳng vuông góc hai đầu nha các bạn. Sau kế tiếp mình mới làm góc thứ ba và góc thứ tư. Đối với chuồng nó dài 2 mét ngang 1 mét cao 6 tấc thì các bạn nên đo cái bạt nó dài là 2 mét và cộng thêm hai bờ thành nữa là 6 tấc và 6 tấc là ra 1,2 m cộng với chiều dài của nó là ra 3,2 m các bạn. Còn chiều ngang 1 mét thì bạn cộng hai bờ thành nữa mỗi bên 6 tấc thì nó ra là 3,2 m. Các bạn nên cất bạt dư một tí, các bạn 5 phân hay là một tấc gì đó, 10 cm gì đó. Nó dễ làm, dư thì nó dễ, khó thì nó hụt, thì nó khó làm và nó thể hư cái bạt luôn nha các bạn. Đối với mà cái chuồng của các bạn làm cái khung vuông dứt, vuông góc thì các bạn dễ thi công hơn. Và các bạn cũng phải cắt cái bạt, cũng phải vuông góc nha các bạn. Như vậy đó, lúc mình thi công thì nó đơn giản hơn, nó nhanh. Còn các bạn cắt mà không vuông góc, cắt xéo qua xéo lại thì các bạn sửa rất là khó khăn. Giờ Phong Thanh sẽ cố định lại cái góc thứ ba nha các bạn. Phong Thanh dùng cái loại mà dây phổi. Thì dây phổi thì cái giá thành nó cũng khá thấp và nó thi công cũng đơn giản nha các bạn. Nó giảm được cái chi phí của mình. Các bạn làm góc thứ ba, bây giờ các bạn cũng chải nó đều mặt phẳng bằng ở phần đáy. Và những cái góc mà góc nào thì bạn sẽ hoàn thành cái góc đó. Như bây giờ ở góc thứ hai á, thì mình cũng phải hoàn thành cái góc thứ hai cho nó vuông góc. Để mình làm cái góc ngang đó các bạn, góc về ngang á, cho nó dễ. Bây giờ mình sửa cái góc ngang của nó, vừa sửa cái chiều ngang của nó. Ở vậy mình phải làm cái góc cố định góc thứ hai. Bạt này thì cái chuồng bạn làm mẫu thì nó cũng khá nhanh các bạn. Nhưng mà Phong Thanh thì làm cũng hơi là khá kỹ nhưng sẽ làm chậm hơn.
Nuôi dế thì mình cũng làm sơ thì cũng nuôi được rồi, nhưng mà các bạn nuôi sẽ không ngon không. Các bạn phải làm thẳng gốc và bạc thì phải thẳng. Khi đó mình xài sẽ được lâu hơn. Khi các bạn mà làm nó dùng quá, các bạn bạn xài một vụ là vụ thứ hai là con dế nó sẽ bám cái bạc của bạn dơ, sẽ bám vào thành, nó sẽ bò, những dế con sẽ bò lên được. Các bạn bạn làm căng cái bạc nó thẳng ra ở bên bờ dách thì nó thẳng, thì con dế nó sẽ không có bám hoặc bò lên được. Mình làm cái bạc cho cái chuồng đó, quan trọng là lúc mà dế con nha các bạn. Bạn làm ở phần đáy mà dùng quá con dế nó sẽ bò không được, nhưng mà dế con nó sẽ bò lên cái chỗ mà dùng á, nó sẽ u lên và lồi lõm xuống là con bạc nó bò. Dế nó bò lên là nó bò té lên té xuống, nhưng mà nó không bò thể dấp chuồng qua chuồng này. Nó không ở phần đáy, thường con dế con mình khi mà nó nở thường nó nở ở phần đáy, các bạn nó cũng bò ở dưới đáy rất là nhiều. Nó nhỏ là nó sẽ khỏe không có bò qua được cái phần mà lõm chõm, cái phần dùng của miếng bạc. Sau khi bạn cố định được cái góc bên tay phải thì kế tiếp là bạn cũng cố định lại cái góc của bên kế tiếp luôn, bạn ở cố định bên góc bên tay trái. Đây là mình sẽ định hình xong bốn góc, là bây giờ là mình bắt đầu là làm cố định luôn nha các bạn. Mình làm góc, còn phần hai góc phần nằng còn lại là mình cố định, là cho là hoàn thiện cái chuồng luôn á. Thông thanh là chải bạc ra và chà những cái bạc cho nó bằng phẳng một vuông góc, đừng cho nó bị lồi lõm hoặc dùng ở chỗ nào. Quan trọng là cái phút cuối này nha các bạn, cái chuồng của bạn có vuông góc và đẹp hay không là quan trọng ở phút cuối này. Các bạn phải chỉnh cho kỹ, đừng cho cái góc của bạn nó nhô lên hay là lồi lõm. Bạn phải làm thật là vuông góc. Có thể lúc mà các bạn có chất giấy, chất dĩ giấy thì nó cũng dễ hơn. Ở lúc mà mình nuôi dế thì nó cũng dễ, nó không có chỗ độ dốc mà con dế nó bò lên. Đa số là các bạn mới lần đầu tiên nuôi dế thì các bạn không có biết cách làm chuồng, thì các bạn nên xem những video này, mình sẽ hướng chi tiết lại cho tất cả các bạn. Lần đầu tiên mà Phong Thanh nuôi dế thì cũng lụp chụp lắm các bạn, cũng không có biết làm chuồng, chỉ là làm đại làm chỉ là qua loa và làm cái chuồng nó rất là lâu. Lần đầu tiên Phong Thanh làm mà Phong Thanh sửa tới sửa lui mà nó không có vuông góc được các bạn. Từ từ làm nó cũng thành quen tay. Thì các bạn mới đầu tiên các bạn làm thì chắc cũng là nó hơi lụp chụp, mình không quen tay đó. Khi mình làm được nhiều lần nhiều vụ á thì mình được mình quen tay, với lại mình biết cách làm thì nó sẽ nhanh hơn. Nhìn thấy nó cũng đẹp đẹp đó các bạn. Cái chỗ mà phần này là mình mua cái bạc mà nó khổ 2,5 m các bạn. Khổ 2,5 m mà nó hai lớp. Nó có thể xải ra 5 m. Nhưng mà mình xài cái bạc này hai lớp luôn nha các bạn, mình không có cắt cái làm hai. Có hai lớp luôn, khổ 2,5 m hai lớp. Nên nó dư khoảng thêm mà dư thêm mấy tấc, 2,5 m tính ra là bề ngang mà 2,2 m thì nó dư cũng 3 tấc nha các bạn. Mình xài hai lớp vậy khi nào con dế nó cắn nó lủng đó các bạn thì nó được còn lớp thứ hai.
Khi mà cái lớp đầu á mình lủng mà lủng ít nha các bạn, thì Phong Thanh cũng có dùng những loại mà keo mà keo dán bao nha các bạn, mình lắp lỗ lại cũng được nữa, mình có thể xài thêm dụ nữa. Nếu mà nó lủng nhiều thì Phong Thanh mới bỏ, còn lủng ít thì Phong Thanh vẫn sử dụng, tái sử dụng lại nha các bạn. Lủng vài lỗ mà nhỏ nhỏ vài chục lỗ cũng không sao, mà đừng có làm lỗ bự quá các bạn. Lỗ nó to quá thì các bạn bỏ nha bạn, như bạn cầm tay gì là bỏ, cày lúc đó nó không còn dán được. Khi mà bạn các bạn làm mà cái lọ mà cái bạc mà nó một lớp á, thì khi con dế mà nó cắn mà các bạn không phát hiện sớm thì nó chui ra nha các bạn. Còn Phong Thanh thì sử dụng hai lớp như vậy, đôi khi mà nó cắn cái lớp đầu thì nó sẽ còn được lớp 2, nó chưa gắn kịp đâu. Nó cắn được cái lớp đầu à, là tới đụng lớp 2 là nó làm biến cắn các bạn. Thường thì Phong Thanh làm chuồng dế cũng cũng lâu rồi, cũng chưa thấy con dế nào mà nó cắn thấu qua hai lớp cả, nó chỉ cắn cái lớp đầu à là nó nghỉ cắn rồi các bạn. Nó cạp được cái lớp đầu lủng xương 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 là nó nghỉ cắn rồi. Bây giờ Phong Thanh là bắt đầu cố định tất cả các mối ở phía gốc. Bây giờ Phong thêm cái những cái mối ở phần giữa và mấy cái phần cái bạc nó yếu các bạn. Những chỗ đó mình nên cột vài mối đặng cho nó cái bạc nó ôm bó sát vào cái thanh sắt. Như vậy là nó mới vững cái chuồng hơn. Một cái chuồng là như vậy á, thì nó làm cũng mất hơn mười mấy phút mà, chứ nó không có lâu đâu các bạn. Thường một cái chuồng ấy mình xài ít nhất là cũng là, nếu mà các bạn mà nuôi với chim á, thì các bạn cũng nuôi được 3-4 vụ đó các bạn. Còn nuôi mà chuồng đẻ thì đôi khi cũng được 2 vụ các bạn. Tùy theo là con dế đợt đó nó thiếu ăn, nó cắn cái bạc bạn bấy ngày hết thì nó bắt bạn mới bỏ cái bạc này. Chứ mà bạn cho nó ăn đầy đủ thì nó cũng không có cắn gì bao nhiêu các bạn. Nó chỉ cắn nhăm nhăm, nó chơi, nó buồn, nó cắn miệng rồi chơi thôi. Chứ các bạn mà thiếu đồ ăn cho nó như là thiếu gao, quan trọng là gao nha các bạn. Bạn thiếu mà đồ ăn như gao này kia là nó sẽ cắn rất là dữ. So với con dế thì hầu như là con dế nó cắn liên tục nha các bạn. Cái miệng của nó là nó cái ăn, nó nhai liên tục. Khi mà nó thiếu hoặc nó đói là nó cắn nha. Rồi cái chuồng dế của Phong Thanh cũng đã sắp hoàn thành rồi nha các bạn. Thế là hoàn thành rồi các bạn. Bây giờ các bạn xem sơ lược về nha các bạn. Sơ lược cái chuồng của mình mới làm nha. Góc đều thẳng nha các bạn. Phần đáy đều bằng phẳng hết. Tất cả bên vách là đều suông xuống hết. Thẳng đều, suông góc. Giờ bây giờ Phong Thanh sẽ hướng dẫn cho các bạn mà để mà cách lúc mà thi công cũng hơi nhanh nha các bạn. Các bạn đo nên đo trước. Các bạn đo ở Bây đáy giờ đối chuồng với là cái bao chuồng của nhiêu Phong cm Thanh các thì bạn? nó nằm thường là Đây nó như chuồng của Phong chuồng Thanh của đây. Phong Thanh là 57 cm, Như là từ Phong dưới Thanh lên. tính là 60 cm đó, là Chiều cho cao của nó nó chuẩn là lúc khi mình cắt bạc nha. 57 cm nha các bạn. Đây, Mình vẫn chừng 57 cm. hao qua tí khoảng vài sen cho nó dư Để tí mà mình sẽ làm làm. bạc tốc độ nhanh nhất á,
thì phong thanh đã ghi các bạn đo đặt những cái mực lằn sẵn đáy là chuồng. Mình đáy chuồng này mình là làm bạc 27 cm. Ví dụ á là mình khỏi đo thì các tới bạn đâu. Cũng nên cắt cái Đây. các bạn phong gạch đo là cái 57 mực cm. Ở phần trên của thanh sắt Từ là bên đây 57 cm hoặc 60 cm. Bằng mặt bên đây. Thì nó dư một tí cũng là không sao, mà thiếu là không được các bạn. Là 57 cm là phong có phong thanh có gạch. Như vậy á, mỗi lần thi công sau khi mình làm cái dự bạc sao mình là đo các bạn khỏi cần đo, thì mình các nhìn bạn cái chỉ mực nhìn mình cái đo từ phần đây lằn mực đó là các bạn quay sang qua bên đây đo cái đó là là các mình bạn làm sẽ thi công liền, luôn là mình chứ làm khỏi đo là mỗi mình lần làm các được bạn cái phải chồm lên chồm xuống đo chứ cái mình bạc khỏi đáy cần phần đo lực lượng lên chứ nó xuống. lâu. Bạn chỉ nhìn cái phần mực đó bạn đo đó là Bên chuẩn. đây cũng vậy, từ mực bên đây, Phong thanh qua đo bên tới đây hai bên luôn các bạn, bên trái và bên phải đều là đo cũng là 57 cm. 57 cm. Các bạn đo 57 cm, phải trên Như vậy nhớ lần 57 cm mực các đó bạn. là mỗi lần mình thi Ít công nhất là là mình khỏi 57 cm nha. đo lại các bạn. Khỏi đo mình chồm tới chồm lui nó do đó các thi bạn công nó hơi lâu. Phong thanh hôm nay hướng Như dẫn cho vậy đó các bạn mình là làm dụ cái mình chuồng tới đây sử là sẽ kết thúc nha các bạn. Cái lần mực đó là mình đo Phong là thanh mình sẽ làm hẹn cho các nó bạn tập những nhanh cái tí video để mất sau. tốn thời gian mình đo cái đáy cầm tới cầm lui. Rồi Phong Thanh làm cái video bữa nay giới thiệu cho các bạn, hướng dẫn các cho các bạn. Bạn làm cái bạc cho cái chuồng. Giờ Phong Thanh sẽ xin chào tới tạm đây biệt là kết và thúc kết nha thúc các ở tại bạn. đây nhé các bạn. Rồi Phong Thanh xin Xin chào chào tạm tạm biệt biệt các các bạn, bạn. sẽ hẹn hẹn các bạn các những bạn video những tiếp video theo. Tiếp theo. Bye bye. Các bạn có yêu thích Phong Thanh thì hãy nhấn like và đăng ký, sau đó nhấn nút đổi chuông và các bạn nhấn giúp phần chia sẻ giúp Phong Thanh nhé. Cảm ơn các bạn.